Hey. Xin chào anh em. Thì hôm nay mình chia sẻ thêm một số cái chức năng của con Forerunner 2019. Bản 2019 thì có một cái mình đang đi trên đường cao tốc thì có một cái chức năng mà ít khi mà anh em dùng tới nè. Đó là cái chức năng clip. Năng lim này nó để cố định khi mà cái tốc độ khi mà anh em đi trên cao tốc, không có phải dấn vào ga chân nó mỏi chân, để cho mình thoải mái mình lái bằng tay thôi đó. Thì cái nhìn trên cái đồng hồ nè, đây mình sẽ bấm vô lim nè đó. Đó, xong mình bấm vào cái set cộng lên đó. Mình nhấn ở trên đây nè, chân mình để đây nè, không có đạp ga nha. Đó, thì mình giữ nguyên đó thì nó sẽ tăng tốc, có nghĩa là giống như là ga tay vậy. Khi mình thả ga là ngừng lại. Đó, thì mình cứ nhấn vô thì nó sẽ tăng tốc lên với một cái tới một cái mức độ mà mình cảm thấy hợp lý. À, mình cảm thấy mình ok, mình đã đi tốc độ 120, ví dụ như cái ở cao tốc cho 120 cây số trên giờ, thì mình sẽ ấn giữ nguyên cái set cộng nè. Muốn giảm tốc độ thì set trừ. À, giảm xuống lại nè, đó thấy không, tăng lên nè. À, ở cao tốc cho chạy 120 thì mình để 120 như vậy thì nó giữ cố định 120 hoài, nó không lên cũng không xuống. À, ha. Nhưng mà mình hay chạy ở cao tốc khoảng 160. Nó có một cái giới hạn lim, có nghĩa là xe mình chạy tốc độ max speed của nó là 183, nhưng khi mình bấm ở cái set lên nè, mình set cộng ở cái ga tay á, thì nó chỉ cho tới mức độ 160 thôi. Đó, là nó không lên được nữa. Tại sao? Tại vì nếu mà tốc độ cao hơn nữa thì mình cần phải có cái sự tập trung, chứ không phải ở cái chế độ mà thoải mái được. À, cái lim này nó để là ra tay để mình thoải mái, mình nghỉ ngơi, mình chỉ giữ cái ga lăng thôi. Thì đó, thì nó nếu mà quá cái tốc độ 160 thì nó sẽ trở thành nguy hiểm, cho nên cần cái sự tập trung ở cái cả chân và tay đấy, cho nên là nó chỉ cho set được